và các bạn, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc cho biết tuần đầu tiên của tháng 7 là tuần nóng nhất trong lịch sử. Trong đó, ngày 7 tháng 7, nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức cao nhất lên tới 17,24 độ C, cao hơn kỷ lục được thiết lập vào tháng 6 vừa qua. Tổ chức này cũng cho biết nhiệt độ toàn cầu sẽ còn cao hơn nữa vào nửa cuối năm nay. Do ảnh hưởng của El Nino và biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và trái ngược nhau đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha, đợt nắng nóng như thiêu như đốt đã ảnh hưởng đến hơn 36 triệu cư dân ở 13 trong số 17 khu vực của đất nước. Các tỉnh như Córdoba, Jaén và Granada đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng, cho thấy nguy cơ cao và nhiệt độ trên 44 độ C đã được ghi nhận ở một số tỉnh của vùng Andalusia. Do một luồng không khí nóng từ Sahara thổi tới, bán đảo Iberia đang trải qua một trong những tuần nóng nhất, khiến 34 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Đây cũng là đợt nắng nóng thứ hai kể từ đầu mùa hè này. Theo các nhà chức trách, hai người đã thiệt mạng vì say nắng ở Tây Ban Nha trong năm nay. Cả hai đều là công nhân làm việc ngoài trời. Các nhà chức trách đã khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng gay gắt, đồng thời nhắc nhở người già và trẻ em đề phòng say nắng và các bệnh liên quan đến nhiệt. Tại thủ đô Madrid, khách du lịch và người dân tìm tới bóng mát của cây xanh tại công viên hoặc đài phun nước để giải nhiệt. Một số cư dân Madrid cho biết nắng nóng đã diễn ra thường xuyên hơn ở Tây Ban Nha và thời tiết nắng nóng đôi khi khiến họ không thể chịu đựng nổi, ngay cả khi có biện pháp phòng ngừa. Cơ quan khí tượng đã đề nghị người dân tránh ra ngoài vào thời điểm nóng nhất trong ngày, uống đủ nước. Họ cũng nói rằng người già và trẻ em cần được chăm sóc nhiều hơn. Tôi nghĩ chúng tôi không thể làm gì khác. Một trong những giải pháp hiệu quả giúp giảm các ca tử vong do sốc nhiệt được thành phố Barcelona thực hiện trong nhiều năm qua, đó là mở cửa các trung tâm tránh sóng nhiệt. Hơn 200 thư viện, trường học, tòa nhà công cộng có máy điều hòa đã được chỉ định làm nơi trú ẩn cho người dân Barcelona giữa cái nắng 36 độ C. Hội đồng thành phố cho biết năm ngoái, 120.000 người đã sử dụng các nơi trú ẩn khí hậu. Barcelona là một trong số ít thành phố ở Tây Ban Nha có nơi trú ẩn khí hậu nằm rải rác quanh thành phố. Nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc, đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng cực điểm cộng với hạn hán. Thành phố Hàng Châu, Vũ Hán và Thạch Gia Trang trong tuần qua đã thông báo mở các hầm trú ẩn cho người dân tránh nóng, ban bố cảnh báo về sức khỏe và kêu gọi người dân, doanh nghiệp tiết kiệm điện. Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh và nhiều nơi khác thông báo ngừng các công việc ngoài trời. Tại một số khu vực của các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và Phúc Kiến, nhiệt độ từ 38 đến 40 độ C kèm theo độ ẩm cao khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Tại một số thành phố, chính quyền địa phương đã bổ sung thêm nhiều máy lọc nước uống trực tiếp tại nhiều khu phố, cho phép cư dân có thể tiếp cận nguồn nước dễ dàng. Các xe phun sương cũng đã được huy động. Tại Thượng Hải, người dân và du khách tìm tới bóng râm hoặc sử dụng các thiết bị như mũ, ô, khẩu trang, áo chống nắng để đối phó với sóng nhiệt. Đúng là thời tiết này rất nóng. Ra ngoài phải đeo khẩu trang, đội mũ, mặc áo chống nắng. Tất cả những thứ này đều cần thiết. Nếu không có việc, tôi sẽ ở yên trong nhà. Nhu cầu về đồ chống nắng đã tăng đột biến tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao, một thương hiệu địa phương của Trung Quốc, đã bán được hơn 50.000 bộ khẩu trang che kín mặt và 200.000 áo khoác chống nắng trong vòng một tháng. Với xu hướng thời tiết như hiện nay, quy mô thị trường quần áo chống nắng của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 95,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 13,27 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, vào tháng 6, Bắc Kinh ghi nhận 13 ngày có nhiệt độ ít nhất là 35 độ C, số ngày siêu nóng cao nhất trong tháng kể từ năm 1961, với nhiệt độ 40 độ C trong một vài ngày. Đến nay, hai người đã tử vong tại Bắc Kinh liên quan đến nắng nóng. Nhiệt độ dự kiến sẽ tăng cao hơn nữa vào tháng 7 và tháng 8. Chính phủ nước này cũng kêu gọi mọi người thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi say nắng và các bệnh liên quan khác. Nắng nóng dẫn tới sản xuất điện đạt mức kỷ lục ở Trung Quốc. Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc cho biết họ lập kỷ lục mới về sản lượng điện trong một ngày. Tổng sản lượng điện vào ngày 10 tháng 7 đạt 4,09 tỷ kWh, tăng 210 triệu kWh so với ngày hôm trước, vượt qua kỷ lục trước đó 40 triệu kWh. Trong nhiều ngày qua, một số khu vực ở châu Mỹ đã vượt qua nhiệt độ trung bình theo mùa khoảng 10 độ C. Mexico hứng chịu các đợt nắng nóng gay gắt và dai dẳng. Còn tại nước Mỹ,
tồn tại hai hình thái thời tiết cực đoan trái ngược nhau: nắng nóng tại vùng Tây Nam và lũ lụt nghiêm trọng tại Đông Bắc nước này. Hệ thống áp suất cao cố định trên khắp phía Bắc Mexico và một số khu vực ở nước Mỹ đang giữ nhiệt độ và độ ẩm, được gọi là mái vòm nhiệt, kéo dài trong vài tuần qua, gây ra thời tiết vô cùng oi bức. 10 ngày qua, miền Bắc Mexico ghi nhận nhiệt độ lên tới hơn 38 độ C, có nơi 45 độ C với bức xạ mặt trời cao. Những người phải làm việc dưới cái nắng ngột ngạt như anh Marco, một công nhân xây dựng 34 tuổi, đã phải giải lao nhiều hơn để bù nước và tránh say nắng. Tôi làm việc trong ngành xây dựng. Nắng nóng thực sự là điều tồi tệ đối với chúng tôi. Cứ khoảng một tiếng, chúng tôi lại phải nghỉ 15 phút để bù nước và lấy lại sức lực. Tại thành phố biên giới Ciudad Juárez của nước này, chính quyền địa phương đã huy động các đội nhân viên y tế để chăm sóc những người bị say nắng trên đường hoặc tại các gia đình. Đợt nắng nóng này có nhiệt độ cao hơn những năm gần đây. Nhiệt độ cao tạo ra những thay đổi trong cơ thể chúng ta, đặc biệt là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, có thể gây mất nước ở người. Ở bên kia biên giới, lực lượng tuần tra biên giới của Mỹ đã triển khai 16 trạm cứu trợ ở sa mạc Macpha tại Texas để những người di cư băng qua lãnh thổ Mỹ có thể được giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Họ phải đi bộ nhiều ngày dưới nắng nóng trước khi đến được một số cơ sở hoặc thị trấn. Địa hình ở đây rất hiểm trở. Nhiệt độ có thể tăng từ 38 độ C đến 49 độ C. Chúng tôi lại có rất ít nước. Thời tiết trở thành một cái bẫy chết người đối với những cá nhân bị cung cấp thông tin sai. Bộ Y tế Mexico đã báo cáo ít nhất 112 người đã thiệt mạng do các đợt nắng nóng từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 24 tháng 6. Bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Nuevo León, nơi có 64 người đã thiệt mạng, trong đó đa số là người trên 65 tuổi. Khoảng 1.560 trường hợp say nắng, mất nước và mắc các bệnh liên quan đến nhiệt phải nhập viện. Giới chức nước này cũng cảnh báo các đợt nóng trong thời gian tới sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa. Người dân Mỹ cũng đang tìm mọi cách để hạ nhiệt trong mùa hè này khi sóng nhiệt bao trùm khắp nước Mỹ từ Florida đến Arizona. Nam Florida nắng nóng kèm độ ẩm khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi đám mây bụi Sahara từ châu Phi di chuyển qua Đại Tây Dương bao phủ khu vực này. Theo dự báo, nhiệt độ có thể lên tới 43 độ C vào cuối tuần. Nước biển thường ấm hơn vào thời điểm này trong năm xung quanh Florida và vịnh Mexico. Nhưng năm nay, nước biển được cho là nóng nhất trong lịch sử. Nước biển nóng bỏng. Thật không thể tin được. Tôi chưa từng thấy hiện tượng này. Phải bơi thật xa bờ, nước mới mát mẻ hơn. Nhiệt độ ở thành phố Phoenix, bang Arizona có lúc tăng vọt lên 46,6 độ C. Trời nóng và rất mệt mỏi. Hôm nay chúng tôi đưa 12 đứa trẻ đến công viên nước, nhưng chỉ cần rời khỏi nơi có nước thôi là giống như bước vào một lò nướng. Nhiều người dân địa phương đã phải tìm kiếm sự giải thoát tại các công viên nước. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết khoảng 62 triệu người Mỹ ở trung tâm Arizona, khắp Texas, Deep South và Florida đã phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt này. Những bất thường về khí hậu không chỉ xảy ra ở phía nam nước Mỹ. Các trận mưa như chút nước đã gây ra lũ quét ở vùng đông bắc nước này, khiến một phụ nữ ở New York thiệt mạng. Thiệt hại kinh tế ước tính từ 3 tới 5 tỷ đô la Mỹ. Hơn 13 triệu người dân ở nhiều khu vực từ bang New York ở bờ đông đến khu vực ở đông bắc đang phải sống trong diện theo dõi và cảnh báo lũ. Bang Vermont hứng chịu đợt lũ quét sau đợt mưa xối xả với lượng mưa có lúc lên tới 200 mm, làm ngập nhiều nhà cửa của New England, cuốn trôi các con đường, cây cầu, làm gián đoạn các hoạt động của ngành hàng không. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Vermont và quyết định giải ngân các quỹ hỗ trợ để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Quyết định này được đưa ra sau khi giới chức cảnh báo nước trong đập White Rill gần thủ phủ Montpelier của bang Vermont sắp vượt mức chứa tối đa. Đợt lũ tồi tệ này tương đương với trận lụt do bão Iren gây ra hồi năm 2011, khiến 6 người thiệt mạng tại bang này. Nhiều khu vực khác ở đông bắc nước Mỹ như New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts cũng đang phải hứng chịu những đợt mưa lớn.
Cũng trong tình trạng giống như khu vực miền Đông Bắc nước Mỹ, nhiều ngày nay tại miền Bắc Ấn Độ, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của hơn 40 người kể từ cuối tuần qua và gây ra nhiều thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của nước này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về dịch bệnh. 31 người đã thiệt mạng do lũ quét ở bang Himachal Pradesh và 10 người khác thiệt mạng ở bang lân cận Punjab. Chính phủ Ấn Độ đã triển khai 6 máy bay trực thăng và các đội cứu hộ để sơ tán hơn 2.000 người. Cục khí tượng Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục có mưa lớn ở cả Himachal Pradesh và Punjab, nhưng lượng mưa sẽ giảm hơn. Một số con đường chính và đường cao tốc ở Himachal Pradesh đã bị đóng cửa sau khi bị lũ cuốn trôi hoặc bị tắc nghẽn do sạt lở đất. Các khu vực ven sông Yamuna ở thủ đô New Delhi cũng đang trong tình trạng báo động vì nước sông tràn bờ. Hơn 2.500 trung tâm cứu hộ đã được thành lập để tiếp đón người đi sơ tán. Các đợt gió mùa hàng năm của Ấn Độ đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế trị giá 3.000 tỷ đô la Mỹ của Ấn Độ. Gió mùa đã dẫn mưa về, cung cấp lượng nước rất cần thiết cho các trang trại và bổ sung nước cho các hồ chứa và mạch ngầm. Mặc dù nó cũng giảm bớt cái nóng tồi tệ nhất của mùa hè, nhưng chỉ trong một ngày, lượng nước mưa tương đương với lượng mưa cả một tháng đã gây ra các vấn đề như lũ lụt, lở đất và dịch bệnh. Chính phủ Ấn Độ đang triển khai nhiều biện pháp sơ tán người gặp nạn và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sau lũ. Sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết El Nino với điển hình là nhiệt độ tăng cao có thể đe dọa sản lượng nông nghiệp ở nhiều khu vực trên thế giới. Vì vậy, cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, áp dụng công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa sản xuất, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tốt hơn, hay duy trì chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu thông suốt, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ chính sách là những nỗ lực mà các quốc gia có thể thực hiện để giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan toàn cầu đối với an ninh lương thực. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Nhìn ra thế giới của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.